Phần mở đầu, ta có 90 tỷ tiền liếm cẩu. Chúc các bạn xem chuyện vui vẻ. Cha đã chiều cần quá rồi. Lúc Tiêu gia gặp khó khăn, con lại chỉ nghĩ cho bản thân. Sao cha lại dạy ra được một đứa nghiệt chướng như con chứ? Con chỉ nghĩ cho bản thân con. Nhược Vũ à, con phải hiểu cho cha con, ông ấy làm vậy cũng vì nhà chúng ta thôi. Từ nhỏ con đã rất hiểu chuyện đúng không, nếu tập đoàn Viễn Hàng sụp đổ thì nhà chúng ta cũng sụp đổ. Mẹ, sao ngay cả mẹ cũng như thế, Viễn Hàng sụp đổ thì chúng ta có thể cố gắng cùng vực nó dậy. Có con có mẹ, có cha, cả nhà chúng ta vẫn đang ở đây, Viễn Hàng sẽ không. Nhược Vũ, mẹ xin con thương mẹ được không? Mẹ làm gì vậy, mẹ mau đứng lên đi. Mẹ cũng hết cách rồi, chúng ta đã không còn con đường nào để đi, con không đồng ý kết hôn thì mẹ sẽ không đứng dậy. Cha mẹ, con, Nhược Vũ, anh thật thích em, chỉ cần em gả cho anh thì em có muốn sao trên trời anh cũng sẽ lấy cầu em. Em xem bác gái đã như vậy rồi, em đồng ý đi. Đây là số mệnh của mình sao? Sinh ra ở gia đình như vậy, cần trả ta một chia tương ứng. Con đồng ý, mẹ đứng dậy đi. Cha mẹ nói gì thì là cái, ấy. Đây mới là cần gái ngoan sủa mẹ. Con gái ngoan, Nhược Vũ à, ban nãy cha tức giận nên mới nói vậy. Con đừng để trong lòng, chúng ta cũng là lần đầu làm cha mẹ, có lúc sẽ có chỗ không chu đáo. Nếu lệnh thiên kim không có dị nghị, vậy chúng ta tiếp tục ký hợp đồng thôi Tiêu Tổng. Đúng, hợp đồng quan trọng, Hàn Tổng nói đúng. Ký hợp đồng sớm thì Tiểu Cương và Nhược Vũ cũng kết hôn sớm, để tài chính của Tiêu gia cũng có thể đến được. Coi thường mình, có không phải làm vợ mình sao? Người phụ nữ cao quý băng lãnh như vây, lên giường sẽ. Hế. Còn chó nào đào góc tường của lão ra đây? Đào góc tường của thao, ăn gan hùm mật gấu rồi hả? Là AI, cút ra đây. Là Trần Viễn, cậu ấy thật sự tới rồi. Chó điên từ đâu chạy tới sủa loạn, chán sống à? Trông như chư bát giới. Còn không cút ra cho ra. Mày dám đánh tao, mày, to gan, vậy mà dám đánh Hàn công tử không cân mạng nữa sao? Mày biết người ngồi trên ghế là nhân vật có thân phận thế nào không? Chán sống, rồi sao? Thân phận, không phải là hai lão già, một người đang bán con gái, một người mua con gái sao? Các ngươi động vào ta thử xem, ta sẽ khiến Hàn gia biến mất khỏi Hàn thành. Dừng tay, giao dịch với Tiêu gia lần này rất bí mật, gia tộc khác cũng tưởng là xem mắt. Tên nhóc này không chỉ biết rõ như vậy, còn có thể tìm đến đây. Không đơn giản. Không biết cậu là công tử nhà nào, Hàn Mỗ hôm khác đến thăm hỏi. Không cần, ông không có tư cách này. Khẩu khí lớn thật, ai em miệng, cha dạy con như nào, làm việc phải suy nghĩ trước sau, xem hắn giở trò gì đã. Nhược Vũ cậu yên tâm, tôi sẽ giúp cậu giải quyết khó khăn của nhà cậu. Cậu là gì thế, hợp đồng này. Tiêu Tổng đúng là quá coi nhẹ con gái mình rồi, 100 triệu mà đã bán. Còn dâng lên 20% cổ phần của công ty mình, có phải ông già rồi nên lú lẫn không? Như vậy đi, tôi trả S0 triệu để mua 60% cổ phần Viễn Hàng của Tiêu gia ông. 500 triệu. Phất tay là có 500 triệu, ít nhất cũng là tập đoàn thế lực có tài sản hơn tỷ, Hàn Tam Thủy ta đã đọc vô người, nhưng lại không được đường lối của hắn. Thật kỳ lạ. 500 triệu. Có số tiền này mình không những có thể đông sơn tái khởi, còn có thể khai dương thách thổ. Đương nhiên, không thể cho 500 triệu không, trừ cổ phần tôi cũng có một yêu cầu. Trần Viễn muốn dùng 500 triệu để mua mình.